Thầy chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ dạy các em bài góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Mời các em cùng theo dõi. Vậy thế nào là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung? Để biết được điều đó, các em vào phần 1 nhỏ. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Các em quan sát hình 22. Trên hình ta có AB là dây cung đường thẳng XY là tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O. Như vậy AX, tia AX và tia AY được coi là tia tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Bây giờ các em quan sát góc BAX. Ở đây ta thấy đỉnh A của góc nằm trên đường tròn. Cạnh AX là tiếp tuyến của đường tròn. Cạnh AB chứa dây cung của đường tròn. Tương tự góc BAI. Góc BAI cũng giống có tính chất như góc BAX. Khi đó hai góc BAX và góc BAI ta nói nó là hai góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Ở đây cung nhỏ AB được gọi là cung chắn của góc BAX và cung lớn AB được gọi là cung chắn của góc BAI. Từ đó ta có nhận xét sau. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh nằm trên đường tròn. Một cạnh là tia tiếp tuyến, cạnh còn lại chứa dây cung của đường tròn. Để hiểu rõ hơn về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, thầy mời các em cùng làm chấm hỏi số 1. Hãy giải thích vì sao các góc ở các hình 23, 24, 25, 26 không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Để làm được bài tập này, các em cần nhớ lại khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung mà chúng ta vừa mới học. Muốn là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung thì góc đó phải thỏa mãn 3 điều kiện. Thứ nhất, đỉnh của góc phải nằm trên đường tròn. Thứ hai, phải có một cạnh chứa tia tiếp tuyến. Và thứ ba, phải có một cạnh chứa dây của đường tròn. Bây giờ chúng ta bắt đầu hình 23. Góc này không có cạnh nào chứa tia tiếp tuyến. Vì thế đây không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
Và cụ thể góc này chính là góc nội tiếp mà bài trước Kem đã được học. Qua hình 24, góc này không có cạnh nào chứa dây cung. Vì thế, đây cũng không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Ở hình 25 thì góc này không có cạnh là tia tiếp tuyến. Vì thế, đây cũng không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Hình 26, đỉnh của góc này không thuộc đường tròn. Do đó, đây cũng không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Qua bài này, Kem cần nhớ để là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung phải thỏa mãn đủ 3 điều kiện mà thầy đã vừa mới nêu. Chúng ta vừa biết thế nào là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Bây giờ thầy mời Kem cùng tìm hiểu xem góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung có tính chất gì. Chúng ta vào phần số 2, định lý. Số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo cung bị chắn. Ở định lý này thì thầy sẽ không có chứng minh. Các em có thể xem chứng minh ở sách giáo khoa trang 78. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em vận dụng định lý vào để giải bài tập. Xét đường tròn tâm O có góc BAX. Đây là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Chúng ta vừa mới biết AX là tia tiếp tuyến, AB là dây chứa dây của đường tròn. Thì góc này chắn cung AMB. Theo định lý thì góc BAX này sẽ bằng một nửa số đo cung bị chắn là cung AMB. Rồi mời Kem cùng làm chấm hỏi số 3. Cho hình vẽ, hãy so sánh số đo của góc BAX và góc ACB với số đo của cung AMB. Xét đường tròn tâm O, ta có góc BAX là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung AMB. Em thấy đây góc BAX. Chắn cung AMB. Như vậy theo định lý vừa mới học, ta suy ra góc BAX bằng 1 phần 2 số đo cung AMB. Tiếp theo ta có góc ACB là góc nội tiếp chắn cung AMB. Đây góc ACB. ACB. Đây là góc nội tiếp ở bài trước chúng ta đã được học. Chắn cung AMB đây. Từ đó ta suy ra góc ACB bằng 1 phần 2 số đo cung AMB. Do đó góc BAX bằng góc BCA. Từ kết quả của chấm hỏi 3, ta có hệ quả sau. Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.
Hệ quả này có được từ chấm hỏi số 3 mà chúng ta vừa mới làm. Vận dụng hệ quả theo hình vẽ sau. Xét đường tròn tâm O có góc BAX bằng góc BCA. BCA à. Vì hai góc này cùng chánh cung AB. Ta vừa mới vận dụng hệ quả vào trong hình vẽ trên. Chúng ta củng cố lại bài học. Bài hôm nay chúng ta học về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Ở bài này gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là định nghĩa. Ở định nghĩa này các em cần nhớ 3 điều. Thứ nhất, đỉnh của góc phải nằm trên đường tròn. Thứ hai, một cạnh là tia tiếp tuyến. Và thứ ba, cạnh còn lại chứa dây cung của đường tròn. Phần thứ hai là về định lý. Định lý thì các em phải thuộc số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn. Và phần thứ ba là hệ quả. Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần bài tập. Các em làm bài tập 27 sách giáo khoa trang 79. Các em cùng đọc đề với thầy nhé. Cho đường tròn tâm O, đường kính AB, lấy điểm B khác A và B trên đường tròn. Gọi T là giao điểm của AB với tiếp tuyến tại B của đường tròn. Chứng minh góc ABO bằng góc BBT. Bây giờ chúng ta vẽ hình vào. Ở đây đề bài yêu cầu ta chứng minh hai góc bằng nhau. Thông thường trong hình học lớp 9 để chứng minh hai góc bằng nhau thì chúng ta hay sử dụng tính chất bắc cầu. Nghĩa là chứng minh hai góc này cùng bằng góc thứ ba. Bây giờ các em quan sát lên hình để tìm góc thứ ba đó là góc nào. Thì theo trực quan chúng ta thấy được rằng hai góc này nó sẽ bằng góc A. Các em có thể sử dụng thước để kiểm tra. Bây giờ chúng ta tìm cách lý giải tại sao hai góc này cùng bằng góc A. Trước tiên, ta thấy góc BBT, đây là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Góc này chắn cung BBM. Còn góc A, đây là góc nội tiếp cũng chắn cung BM. Theo hệ quả ta vừa mới học thì hai góc này bằng nhau. Vậy ta được ý thứ nhất. Bây giờ ta đi tiếp tục chứng minh ý thứ hai là góc OBA bằng góc OAB. Dễ dàng nhìn thấy tam giác OAB cân tại O do OA bằng OB. Đây là hai bán kính của đường tròn. Vậy từ đó ta cũng suy ra được góc OBA bằng góc OAB. Từ hai ý này ta có thể kết luận được hai góc A BO bằng góc BBT.
Bây giờ các em có thể trình bày và giải vào. Các em qua bài 34 trang 80 sách giáo khoa. Các em cùng đọc đề. Từ điểm M ở ngoài đường tròn tâm O, vẽ tiếp tuyến MT và các tuyến MAB đến đường tròn. Chứng minh MT bình bằng MA nhân MB. Đây là một bài tập cơ bản mà chúng ta thường hay gặp, các em nhớ nhé. Đề bài yêu cầu ta chứng minh một cái hệ thức thì để chứng minh một hệ thức hình học ta có nhiều cách. Đầu tiên là các em cần nhớ đến là tam giác đồng dạng. Thứ hai là hệ thức lượng. Và thứ ba là sử dụng tính chất đường phân giác của tam giác. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem có thể sử dụng tam giác đồng dạng để chứng minh được hệ thức này hay không. Các em quan sát sơ đồ phân tích. Vậy thì để có được MT bình phương bằng MA nhân MB, ta cần chứng minh cặp tam giác TMA đồng dạng với tam giác BMT. Chứng minh hai tam giác đồng dạng thì chúng ta có 3 trường hợp. Thì trường hợp đầu tiên chúng ta hay gặp đó là trường hợp góc góc. Hai tam giác này chúng ta dễ dàng nhìn thấy ngay là có góc M là góc chung. Vậy ta đã có được một yếu tố. Bây giờ ta sẽ kiếm thêm yếu tố thứ hai để sẽ kết luận được hai tam giác này đồng dạng. Chúng ta dễ dàng nhận ra được góc T, góc MTA bằng với góc B. Đây là do góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chánh cung TA. Vậy ta đã có đủ hai yếu tố thì ta kết luận được hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp góc góc. Bây giờ chúng ta trình bày bài làm vào. Các em quan sát bài giải. Các em ghi dặn dò vào. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Chúc các em luôn vui, khỏe, chăm ngoan và học giỏi. Thầy chào các em. Hẹn gặp các em ở tiết học sau.